Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục đi săn đêm các bạn. Thì hôm trước mình có đi bắt clip mình quay cho các bạn, mình chia sẻ các bạn là bắt con sào mai ấy. Thì mình có bắt được một số con nghêu, nhưng mà tại vì lúc đấy là mình quay clip mình định bắt sào mai để mình chia sẻ cho các bạn xem, cho nên là mình không có quan tâm đến mấy con nghêu cho lắm. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ xuống bắt nghêu để mà mình quay cho các bạn xem. Thì hôm nay mình chỉ đi có một mình thôi các bạn. Hôm trước thì mình đi với mẹ mình, nhưng mà hôm nay mình chỉ đi có một mình thôi. Thì hiện tại là mình đang ngồi dưới biển, nhưng mà nước, tại vì nước còn rất là lớn, nó chưa có cạn. Mà cái đoạn mà nghêu nó ở đấy thì nó nằm ở ngoài sâu, cho nên là mình phải đợi cho nước nó cạn ra thì mình mới bắt được. Thì khi nào mà mình, nếu mà mình bắt có thì mình sẽ úp lên cho các bạn xem nha. Thì hiện tại mình đang ngồi đợi đây. Chào các bạn, sau mấy giờ đồng hồ ngồi đợi nước nó cạn thì cuối cùng thì nó cũng đã cạn rồi các bạn. Mình ngồi đợi chắc cũng tầm 2 tiếng rưỡi 3 tiếng gì đấy, tại vì nước nó lỡ rồi cho nên là nó rất là cạn rất là lâu. Thì hiện tại mình đã đi đến cái đoạn là hôm trước mình bắt, mình thấy có nghêu cho nên là mình xem thử, để mình mò thử xem có hay không nhé. Tại hôm trước mình bắt sào mai thì mình thấy cái đoạn này là có này, lúc này là có này, để mình mò thử xem. Chỗ này nước nó hơi hơi chảy các bạn, nó hơi chảy cho nên là mình để cái xô thì nó bị chảy ấy. Mình mò thử xem. Thì hôm trước mình bắt đoạn này thì mình thấy có nghêu. Thì nghêu này là mình hay nằm ở mấy cái đoạn bùn nha các bạn. Thường thì cái đoạn nào mà có bùn đấy, bùn mà càng nhiều đấy, càng bùn lún càng lún thì nghêu nó sẽ ở đa số là vậy. Này vô tình mình mò nghêu thì mò trúng con sào mai nhỏ nhỏ này các bạn. Này người ta gọi là hay không bằng hên các bạn à. Mình vô tình mình mò nghêu thì lại trúng con sào mai này. Để xem này. Hôm trước là lung này mình thấy có mà. Mình mò phạm vi rộng ra xem. Này các bạn, này. Được một con này các bạn. Nó nằm khá là sâu các bạn ơi. Nó nằm khá là sâu. Cho mình môi cạn quá cho nên là mình không có đụng được. Lúc nãy mình môi hơi sâu một xíu thì mình bắt được một con. Này các bạn, thấy không? Này. Nằm cực kỳ sâu luôn các bạn. Đúng này. Nó nằm khá là sâu luôn ấy. Đa số thì sào mai nó hay nằm trùng lắm các bạn à. Thường thường mà kiểu như mà nó mình bắt được ấy, mình mò xung quanh nó sẽ có. Này. Ôi đi giảm ló lên luôn các bạn. Này đi giảm ló lên luôn này. Khá là to luôn ấy. Này nữa này. Ôi trời ơi. Mình mò thì không thấy, mà
mình đi mình dặm nhiều lúc mình mua nó ló lên luôn. Đây này các bạn, tính ra đoạn này có các bạn ha. Mình sẽ bao quay cái đoạn này, mình sẽ mò nát cái đoạn này lên xem thử xem nào. Này 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 các bạn, thấy không? Đấy, cho nên theo kinh nghiệm này đây, theo kinh nghiệm của mình ấy, mà nếu mà các bạn đi đi bắt con nghêu ấy, xin lỗi các bạn lúc nãy mình nói sòng ma nhé, mình các bạn đi bắt nghêu ấy, mà nếu mà các bạn bắt được cái đoạn nào mà nó có ấy, các bạn cứ mò xung quanh, tại vì nghêu nó ở thường thường nó ở này các bạn, nghêu thường thường nó ở rất là dày và nó ở rất là gần gần bên, cho nên là các bạn bắt được các bạn cứ mò xung quanh là nó sẽ có thôi. Đấy, từ lúc nãy mình mò cái đoạn này không mà cũng khá là nhiều đấy. Hôm nay biển nước nó lỡ cho nên là mọi người cũng nghỉ hết rồi, ít đi lắm các bạn. Nhìn qua nhìn lại thì chỉ có mình với mấy chú đi đánh cá thôi, cũng không có nhiều. Nãy giờ mình bắt được chắc cũng này là xỉa, tôi mình giảm thử xem sao. Mò thì nó cũng đau tay quá, mỏi tay xíu, khá là đau tay các bạn. Này các bạn, một con nghêu khá là to luôn ấy. Ôi, nữa này, vãi chướng, còn há miệng con này các bạn. Ôi, này, ôi, ở chỗ này dày nhỉ? Mình mò xung quanh thôi mà cũng 4-5 con nằm một chùm luôn ấy. Này đây các bạn, phạm vi mình môi chỉ có tầm 4-5 mét đổ lại thôi, mà mình bắt từ nãy giờ có cũng mấy chục con rồi ấy. Này đeo vào tay vào giữa môi đi, mình không có chuẩn bị kỹ các bạn à. Đi mò nghêu mà mình không quên đeo vào tay. Này, ôi, mò xuống là thấy luôn các bạn, có vẻ như là ok đấy. Này, trời ơi, kìa, có mấy chú đang đi soi cua gì đấy, nghe mình nói chuyện mà không biết là mình làm gì. Đây con nữa này, mình môi nát cái chỗ này luôn để xem được bao nhiêu. Này hai em nữa này các bạn, ôi này hai em này, quá đã. Ôi, có vẻ như là mình đã mò trúng đoạn rồi các bạn ạ. Này một con nữa này. Đây các bạn, từ nãy giờ cũng khá khá đấy. Ui, quay. Đây. Ui, mỗi lưng quá các bạn ơi. Mà con này mỗi lưng quá. Tại vì mình ngồi trong hổ mình mò ấy. Cho nên nó khá là à, này. Kiếm vài ký về mua thêm
ít mực với ít tôm, làm nồi lẩu mỏng mỏng anh em, gọi anh em lai rai các bạn. Đây các bạn, con này khá là to đấy. Tính ra từ nãy giờ mình bắt toàn là con to không các bạn, không phải nhỏ đâu. Ngao này lúc trước mình đi mua, lúc mà biển nó không có cạn ấy, mình đi mua mới dịp lễ 30 tháng 4 một năm đấy, thì mình mua toàn là tầm là 4-50 nghìn một ký không các bạn. 4-50 nghìn một ký là loại nhỏ nhỏ đấy, chứ loại này chắc người ta bán ra cũng phải 60. Tại vì không phải là mình không không bắt, mà tại vì do những lúc đấy thì biển nó không có cạn, không có có ra cái chốn này, cái chốn ngao đồ bắt được, ngao đồ bắt được. Đầu tay với các bạn ơi. Ôi, chỗ này 3-4 con luôn này. Ôi, 3 con, 4 con này. Ôi trời ơi. Ôi, 4 con luôn này. Khá là ngon các bạn ơi. Chào các bạn. Thì sau mấy giờ đồng hồ lên đên dưới biển thì cuối cùng mình cũng đã trở về nhà an toàn rồi các bạn. Nói mấy giờ đồng hồ vậy thôi chứ thật ra là tại vì cái thời gian mà ngồi đợi nước nó cạn đấy, lâu thôi chứ thật ra bắt thì mình bắt chỉ có tầm 1 giờ hơn thôi. Và đây là chuyến lợi phẩm của mình sau hơn 1 giờ bắt. Này là mấy con ghẹ với mấy con tôm. Còn sò mai này với mớ hầu này là do trong cái lúc mà đợi nước nó cạn mình có đi dạo rồi mình đi bắt, bị lưu hột vô hết các bạn. Còn đây là nghêu này, mục đích là mình đi bắt nghêu này. Và cuối cùng mình cũng bắt được nhiêu đây các bạn. Vậy mình cân thử, mình sẽ cân thử để xem mình bắt được bao nhiêu nha. Xem nào. Rồi, 1,5 ký các bạn. Các bạn xem này, các bạn thấy không, 1,5 ký đấy. Ok, nói chung là cũng khá là ổn các bạn à. 1,5 ký này mua thêm tôm với mực và ít rau về nấu lẩu là ok luôn, khỏi tốn tiền mua nghêu. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.